Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu đã tham dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh Đồng Nai đã trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Hàng năm, các cấp ủy chính quyền lựa chọn một số vấn đề bức xúc nổi cộm của cơ quan đơn vị để tập trung giải quyết, từng bước cải thiện tình hình. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 1.000 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì và hoạt động sinh động hiệu quả. Thì trong 3 năm qua, đồng chí Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban huyện cũng đã thực hiện hiện tiếp công dân và tổ chức đối thoại với người dân, nông dân, đoàn viên, thanh niên theo đúng quy định. Cụ thể đã tổ chức được 6 cuộc đối thoại với người dân, nông dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tới nhiều lĩnh vực và trực tiếp tiếp 53 lượt công dân, chủ yếu kiến nghị khiếu nại về tranh chấp dân sự, đất đai. Thì qua đối thoại và tiếp công dân, người đứng đầu cấp ủy chính quyền cũng đã tiếp thu, trả lời và giải quyết các kiến nghị khó khăn trên các lĩnh vực của người dân, đoàn viên, thanh niên được kịp thời, hiệu quả, không để phát sinh phức tạp. Một trong những hiệu quả thiết thực chúng tôi gắn việc học tập và làm theo phong cách vào thi đua cựu chiến binh gương mẫu được hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ hội viên trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên địa bàn huyện Xuân Lộc, hiện nay địa bàn huyện đang duy trì và phát triển 325 mô hình, gồm các nhóm mô hình về kinh tế như là câu lạc bộ làm giàu, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tổ tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình. Nhóm mô hình về xây dựng nông thôn mới như tuyến đường tự quản, kiểu mẫu, xây dựng tổ nhân dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, vận động nhân dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhóm mô hình về cải cách thủ tục hành chính như là cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, làm hết việc chứ không hết giờ, hay là nụ cười công sở. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Vai trò lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi có lúc chưa sát thực tế. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thì có lúc có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động. Việc phát hiện biểu dương khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác có lúc chưa kịp thời, chưa toàn diện. Việc tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức, còn nhiều cán bộ tu dưỡng rèn luyện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước phải bị xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cũng đề nghị trong thời gian tới, các sở ban ngành địa phương và từng đồng chí tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và quyết tâm mạnh mẽ trong toàn đảng bộ tỉnh, góp phần đưa Đồng Nai phát triển toàn diện bền vững. Tại buổi lễ, hai cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, một tập thể và hai cá nhân nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra, 29 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2023 đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.